đó, nó đu theo mấy cái tàu dừa nè. Con nào nhỏ quá mình thả nó lại, mấy này bự nè. Mình xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình đi ra ngoài mấy cái mương vườn nhà mình nè, mình vớt mấy con ốc đắng nha cả nhà. Đó, mình vớt ốc đắng lên mình luộc ăn. Hôm nay mình đi vòng vòng ngoài vườn thấy có ốc đắng nè. Nó vớt theo mấy con ốc mà nó đu vô theo mấy cái nhánh trà với lại cái đầu dừa đồ á cả nhà. Rồi mình kéo nó lên thấy nó đu mình bắt. Rồi ngày mới mình cũng muốn chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, ăn lành và hạnh phúc nha. Rồi cái này mình chuẩn bị mình đi vớt nha cả nhà, dài dài theo mấy mương vườn nhà mình nè. Nó cả nhà coi nó nằm nè cả nhà. Đó. Nó đu theo mấy cái tàu dừa nè. Con nào nhỏ quá mình thả nó lại. Mấy này bự nè. Đắng cũng nhóc luôn. Kéo lên nó rớt xuống đây. Thấy có mấy con ốc bu nè cả nhà, vớt mấy con ốc bu luôn. Này mấy ốc bu Pháp nữa. Mình không vớt lên bìm bẹp ăn hết trơn luôn cả nhà. Nó thấy ốc nổi á, cái đầu cái nó nè. Để mình coi coi nè. Này có ốc bù nha. Rồi này Pháp không. Đây đường còn ốc bù nè. Buồn cả nhà. Còn này ốc Pháp. Ốc buồn.
con. Nhớ giấc này mình vớt được mớ ốc nắng với lại được mớ ốc bu nữa cả nhà. Cái này mình đang ngâm rửa xong mình ngâm, mình ngâm khoảng chưa chưa chút xíu mình luộc nha cả nhà. Lấy ra mình luộc, ý mình luộc xả. Nó được mấy con ốc bu cũng bự bự rồi. Ngâm mình cắt ớt á, mình ngâm cho nó nhả cái chất sình ra nha cả nhà. Cái này mình bẻ là ổi vô mình luộc ốc. Dịu đây với lại tép xả nữa được rồi. Giấc này mình bỏ lá ổi với xả vô rồi cả nhà, mình luộc. Giấc này ốc mình luộc xong rồi cả nhà. Cái này mình đổ nó ra nha. Nhờ có lá ổi với xả cả nhà nó thơm. Rồi nhắc này ốc mình luộc cũng chín rồi đó cả nhà, mình mời cả nhà cùng ăn ốc với mình nha. Thì chén muối ớt chanh. Ốc đắng. Mấy ốc đắng này là phải chấm nước mắm chua cả nhà. Ăn nó mới đúng. Không cơm mẻ. Đắng lúc này nó mập hết sức cả nhà. Còn cũng mập mập quá.
bù. Cái con ốc bu á, ăn nó không ngọt bằng con ốc đắng vậy nha. Ốc đắng thì nó ăn cái mùi vị nó ngọt hơn. Còn ốc bu thì nó cũng ngọt mà nó không bằng. Nó mấy này nó nhỏ vậy đó cả nhà, mà nó ăn thịt nó ngọt nha. Ngọt hơn ốc bu này. Bu là nó lúc này hơi ốm cái nha, cũng không có được mập. Ốc đắng á, ốc đắng mập mập thôi mà thịt nó ăn cũng ngọt hơn ốc bu. Kéo ra khỏi ruột này, kéo qua hết luôn. Mình thì cũng ăn vậy thì nó hơi buồn, không có nhậu, ít nhậu á, cũng như con được tay hay tay thì uống lon hay lon thì cũng được.
này là nước mắm, nước mắm xả ăn cũng êm lắm. Không thì cơm mẻ. Quá im. Cái này không cốc đắng này cả nhà, mình lấy ra luộc xong mình lấy ra bạo bắp chuối tẩm đổi và ăn cũng êm lắm cả nhà. Mới đầu là mới đầu cũng bạo đắng không, rồi mình cũng làm trộn gỏi bắp chuối ăn một bữa. Cái gì đó chắc phải rủ thêm người hai người nữa. Không mình nên ăn. Quá đã cả nhà.
quá chứ gai à. Ăn con hay con chắc ngưng quá cả nhà. Quá chí à. Cay quá. Con rồi nữa mình gặm ngưng cái nhà quá tí rồi cay quá. Rồi mình xin tạm biệt clip đi luôn nha cả nhà. Cả nhà xem clip mình thấy có hay thì cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nha cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình nha. Mình xin chào cả nhà luôn nha. Cay quá.